Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của PCFVN. Và hôm nay bên cạnh đây đang là chiếc laptop gaming được anh em săn đón cực kỳ nhiều trong năm 2023 này. Vậy thì tại sao em nó lại được anh em quan tâm đến như thế? Thì hãy cùng mình đi tìm hiểu nhá. Và đừng quên, đây không chỉ là một video review, đây còn là một video mà mình sẽ nâng cấp em này trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Hãy cùng mình đi thôi, let's go. Đối với những anh em đam mê công nghệ và đối với những anh em đam mê về laptop gaming thì chắc chắn Asus TUF Gaming F15 là một sản phẩm mà anh em không thể bỏ qua. Thì đây, như anh em có thể thấy, đây là phần hộp của chiếc laptop này. Cũng giống như mọi năm thôi, Asus vẫn làm cái bao bì mà nhìn qua là anh em biết chắc chắn đây là TUF Gaming F15 rồi, không thể nào mà lệch đi được. Thì bên trong nó có gì? Anh em sẽ cùng unbox với mình nhá. Nào, để mở chiếc này ra. Đây, anh em có thể thấy phong cách mở hộp rất TUF Gaming luôn. Đấy, vẫn như mọi năm. Đấy, mở rất dễ dàng anh em nhá. Anh em chỉ rạch cái đường siêu này ra thôi phát là có thể mở ra luôn. Đây, đập vào mắt anh em luôn như mọi lần là những cái miếng sticker đến từ nhà Asus, mang đúng chất thương hiệu của TUF Gaming luôn. Đấy, đây, bên trong chắc chắn rồi sẽ là nhân vật chính của chúng ta, chiếc laptop Asus TUF Gaming F15. Cứ để tạm em nó ra đây đã nhá. Miếng ngon thường để cuối cùng mà anh em. Miếng ngon bao giờ mình cũng để cuối cùng hết. Không biết anh em có giống mình không, nhưng mà những cái miếng mà ngon nhất mình luôn luôn để lại cuối cùng. Nice. Như mọi khi này, sẽ có một phiếu thông tin bảo hành của Asus. Thật ra anh em không còn quan tâm đến cái phiếu này lắm đâu, bởi vì là anh em mua ở đâu thì ra đến cửa hàng của họ thì chắc chắn vẫn sẽ được bảo hành thôi. Tiếp theo đấy là một tờ giới thiệu về chiếc laptop này. Thì đây, à, vẫn là một tờ giới thiệu nữa. My Asus. Đấy, ở đây rồi, chắc chắn không thể thiếu rồi anh em ơi. Tờ hướng dẫn sử dụng chắc chắn là không thể thiếu rồi. Với những cái mình không biết anh em có giống mình hay không, nhưng mà khi mà mình cứ mỗi khi mình mua hàng mới thì cái tờ này mình giữ rất là cẩn trọng. Thường là trong khoảng 3 phút đầu tiên là nó sẽ còn xuất hiện trên bàn mình, nhưng mà đến phút thứ 4 là nó bay bắt đầu, mình không biết anh em ạ. Tiếp đấy này, anh em có thể nhìn thấy này. Đây, mình có thể đưa cao lên cho anh em mình thấy. Thì như mọi khi thôi, hai cái ngăn này của Asus sẽ vẫn như vậy. Đây, mình sẽ mở ra. Bên này có lẽ là cáp sạc anh em ạ. Đây là cáp sạc. Vẫn như mọi khi. Chưa có gì đặc biệt lắm. Xem nào. Thì vậy thì đây chắc chắn là củ sạc rồi, đúng không? Như mình dự đoán anh em ạ, đây là một chiếc củ sạc đến từ Asus TUF. Trên đây có ghi là 240W anh em nhá. Còn hai cái này có gì không ta? Hôm nay không biết có gì mới không. Mình cũng chưa được trải nghiệm phiên bản mới của năm nay. À, hai ngăn này thì lại không có gì anh em ạ. Cũng không có gì nữa, chỉ là đóng hộp thôi. Rồi thì cơ bản là mình sẽ để lại những cái này ở đây rồi đấy. Cái tờ giấy. Rồi, bỏ qua phần unbox đi. Hộp nó mình sẽ để đây. Sạc này, cáp này. Phải đi đến với cả nhân vật chính luôn anh em nhá. Nhân vật chính của chúng ta sẽ được bọc trong một cái túi vải. Asus TUF Gaming F15. Đây là phiên bản sử dụng Core i7 12700H anh em ạ. Sử dụng là ở đây là 8GB RAM D4, SSD là 512GB. Màn hình là 15.6 Full HD, có tần số quét là 144Hz. Và đây anh em ơi, được sử dụng VGA là RTX 4050 anh em nhá. Nghe là đã thấy đẳng cấp rồi anh em ạ.
Nào, để mình mở ra. Không quá bất ngờ. Nó vẫn đẹp như lần đầu tiên tôi được nhìn thấy anh em ạ. Đây, chúng ta sẽ được có một cái tấm vải mỏng như này để anh em trước khi mở ra thì nó sẽ ngăn cách cái màn hình với cả cái mặt bàn phím. Điểm qua về những thứ mà có ở trên em laptop này anh em nhá. Đây là chiếc màn hình 144Hz này, có độ phân giải là Full HD và kích thước là 15.6 inch. Thì chắc chắn rồi, đây là kích thước tiêu chuẩn rồi. Với những chiếc laptop gaming mà lại được trang bị màn hình 15.6 inch thì chắc chắn là sẽ có bàn phím số 5 lóc này. Phím WASD sẽ được làm trong suốt. Bàn phím thì chắc chắn là có LED RGB rồi, cái này thì không thể thiếu. Nếu mà anh em mà mua laptop gaming mà không có bàn phím, thật ra là đến cái thời điểm năm 2023 thì laptop gaming gần như là có LED RGB rồi. Cái điều này là điều mà không thể thiếu được của các anh em game thủ đúng không? Thì ở đây bên mặt bên trái của chiếc màn hình này thì anh em sẽ có quạt gió chắc chắn, cổng nguồn này, một cổng mạng LAN này, một cổng HDMI này, hai cổng Type-C. Trong đấy thì có một cổng, có cổng Thunderbolt 4 nha anh em nhé. Điều này rất là mới này. Có một cổng Thunderbolt 4 này, có một jack 3.5, một USB. Bên này chỉ có một cổng USB thôi, thì chắc là bên này cái cổng USB này sẽ là cái cổng mà anh em thường sử dụng để anh em cắm chuột. Mình nghĩ là như vậy. Vì nếu như mình là một người chơi game, chuột mình để bên tay phải này chẳng hạn, thì mình sẽ thích có một cái cổng USB để đây để mình cắm chuột hơn. Nói về cấu hình của em này đi, thì đây là một chiếc laptop gaming có cấu hình lên tới là Core i7 12700H, cũng như là lượng RAM DDR4 lên tới là 8GB. Tuy nhiên thì 8GB thì mình thấy là nó hơi thiếu rồi đấy. Cho nên là mình sẽ làm một cái điều mà chắc chắn anh em rất mong chờ đấy. Chờ mình một xíu nhé. One eternity later. Đây rồi anh em, mình sẽ nâng cấp em laptop này lên mức là 1 TSSD cùng với là 32GB RAM DDR4 anh em nhé. Đây, hai thanh 16GB đến từ nhà Crucial và một thanh SSD 1T cũng của nhà Crucial luôn. Còn chần chờ gì nữa nhỉ? Bắt đầu thôi. Mình sẽ tiến hành lấy các thanh RAM cũng như là SSD để nâng cấp. Đầu tiên chúng ta sẽ bóc các thanh RAM ra. Tiếp đó là SSD. Sau đó các bạn hãy tiến hành tháo từng con ốc ở mặt đáy của chiếc laptop. Điều đầu tiên chúng ta quan tâm đến đó chính là cục pin của chiếc laptop. Mình đã gặp rất nhiều trường hợp các bạn tự thay ở nhà, các bạn quên không tháo, dẫn đến bị chập, cháy các linh kiện. Mình chỉ cần tháo cái cáp này ra thôi, mình sẽ không phải tháo cả quả pin ra ngoài.
RAM có ở trên máy tháo ra và thay bằng hai thanh 16GB của Crucial. Trên thanh RAM của nhà sản xuất sẽ được dán hai tấm tản nhiệt. Mình cũng sẽ tháo hai tấm tản nhiệt này ra và dán lên hai thanh RAM mới. Cũng giống như RAM, mình cũng sẽ tháo SSD ra và trên thanh SSD của nhà sản xuất cũng sẽ có một miếng dán tản nhiệt. Mình cũng sẽ tháo miếng dán tản nhiệt này ra. Sau đó chúng ta sẽ dán lại cái miếng che bụng như ban đầu. Các bạn nhớ trước khi mình hoàn thiện mình phải cắm lại cáp nguồn cho pin nhé. Các bạn hãy nhớ rõ vị trí từng con ốc trên laptop. Điều này rất quan trọng vì chiều dài, độ dài của từng con ốc có sự khác nhau ở mỗi vị trí. Cho nên khi tháo ra, các bạn hãy cố gắng ghi nhớ hoặc để những cái con ốc ở vị trí nào ngay cạnh sát vị trí đó. Tiếp theo chúng mình sẽ khởi động máy lên, kiểm tra và bắt đầu quá trình cài lại Win. Chúng ta sẽ sử dụng Win 11.
Ok anh em, thì tổng kết lại trong tầm giá 30 triệu anh em có những cái gì? Đầu tiên là một chiếc laptop đậm chất gaming. Anh em nhìn tên là biết rồi đúng không? Laptop gaming. Thứ hai, anh em có một chiếc laptop sở hữu CPU lên tới là i7-12700H, cực kỳ mạnh mẽ. Cùng với đó là một chiếc card màn hình RTX 4050 mới nhất hiện nay. Song song với hai đồng chí ở trên là anh em sẽ có 32GB DDR4, thoải mái cho việc dung lượng hay là anh em sử dụng các tác vụ về kể cả gaming cho đến anh em lập trình, thoải mái đi. Tiếp nữa đó là chiếc màn hình 15.6 inch và có tần số quét lên tới là 144Hz. Về độ phủ màu của em này thì anh em mình khỏi chê, là có độ phủ màu lên tới là 100% sRGB, nên là anh em thoải mái đi nhá. Cùng với việc là em này còn sở hữu chiếc SSD lên tới là 1TB, anh em thoải mái lưu trữ dữ liệu cũng như là thậm chí là lưu game này, hay là nếu mà buổi tối anh em hay cô đơn thì anh em cũng có thể lưu trữ một vài cái tài liệu liên quan đến những cái đất nước bên ngoài đúng không, để anh em học hỏi. Tổng kết lại thì mình cảm thấy đây là một chiếc laptop gaming mà xứng đáng trong cái giá 30 triệu anh em có thể bỏ ra. Cuối cùng mình sẽ kết thúc video này tại đây. Mọi câu hỏi hay mọi ý kiến đóng góp anh em có thể comment ở dưới phần bình luận của mình nhá. Video chi tiết về unbox laptop gaming Asus TUF F15 này mình có đăng ở trên kênh TikTok của PCFVN, thì link TikTok mình cũng sẽ để ở dưới. Anh em nếu quan tâm có thể vào ủng hộ cho mình một view nhá. Cảm ơn anh em, và mình là Dương, mình đến từ PCFVN. Chúng mình luôn ở đây để mang tới những cái sản phẩm hay nhất về thế giới công nghệ cho anh em. Xin chào và hẹn gặp lại.